Chào các bạn, hôm nay mình gửi đến các bạn một cái trận đấu đô vật giữa một võ sĩ nữ và một võ sĩ nam. Hơi lạ ha các bạn. Cô gái này nhìn rất là cá tính, rất là mạnh mẽ, chiều cao cân nặng là cũng là một cái lợi thế. Và đây là võ sĩ nam, nhìn mặt thì cũng khá hiền, tướng mạo thì ok rồi. Cái điều là nam mà đối với nữ thì nó cảm thấy nó ngại ngại, có khả năng là không có hết công suất được. Cái chị này rất là nhanh, cũng rất là mạnh luôn. Rất là nhanh, cô gái này rất là nhanh. Nhìn gương mặt cô gái cũng rất là lì đó các bạn. Những cái thế của cô gái này rất là khôn. Cái võ sĩ nam cũng rất là khó để quật cái lưng của cô gái này xuống sàn. Với lại một phần đó là cái người võ sĩ nam cũng hơi e ngại va chạm. Cô gái rất là thông minh luôn. Dạ, một phút giải lao bắt đầu các bạn. Nhìn mặt cô gái này cũng không dễ bắt nạt nha các bạn. Còn cái anh này thì có vẻ hiền và có một chút ngại ngại. Đó cũng là chuyện bình thường khi một võ sĩ nam đấu với một võ sĩ nữ. Thường thường trong những cái môn đấu vật này là những vận động viên họ sẽ rinh những vận đối phương, họ sẽ rinh bên này, thảy bên này, thảy bên kia, nhưng cái anh này không thể rinh cái chị này lỏng người lên được. Một phần thì anh này cũng có thể là anh vừa thi đấu với nữ cho nên anh cũng không có bộc lộ hết cái khả năng sức mạnh của mình được.
hơi ngại. Nói chung thì cái anh này phải quyết liệt hết sức thì mới thắng được nỗi chị này thôi. Còn mà ngại ngại là không bao giờ thắng được với cái chị này. Anh Nam cũng thấm mệt rồi đó. Giờ cô gái tấn công quyết liệt. Sắp hết giờ rồi. Mặt cái giỏ xin Nam vẫn luôn luôn mỉm cười. Dạ rồi. Xong phim, anh Nam đã thua. Video đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn thấy hay thì hãy bấm like và bấm đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video mới. Cảm ơn các bạn.